chơi của Thái Nguyên và Hà Nội đang tập tham gia giải cúp tháng 4 dương lịch em ơi. Hàn Quốc à? Giải cúp tháng 4 tổ chức tại Đà Nẵng. Đây là các đội của Thái Nguyên và Hà Nội đang tập luyện các bạn nhé. Hãy qua đây ra đây thấy luôn cảnh tập của đội tập rất là nhiệt tình các bạn ạ. Rất hay. Nhiều quá nhỉ. Phải mấy chục người tập hôm nay. Chị Đào không dùng từ xa thì gọi lên nghe được không? Hả? Chạy em không có loa thì gọi là thì nghe rộng mênh mông rồi thì nghe làm sao được các em tập.
nhanh nhỉ, đọc cái là tận đằng kia rồi. Đây phải mấy chục nhờ, đông thế. Từ đầu hồ này sang bên kia đường mưa này bao nhiêu cây số em? Từ đằng kia chạy theo bên này, chạy từ đầu này bơi ra, từ đầu bơi ra tới đằng chỗ đằng, đằng kia rồi. Đây á? Đó, tức là từ đằng chỗ mốc mà đoàn của mình bơi ấy. 3 cây không hay 4 cây không? Từ đây ạ, qua em bơi từ đây. À, từ đây là bao nhiêu? Nửa. À, 1.000 mét nửa hồ à, hay 1/3? Rồi bạn cái thiên bơi đấy đúng. Thiên bơi đấy cũng là thuyền bơi anh em ơi. Bơi là cũng chuyện thể lực này. À, thể lực của bạn ở đây là đội thuyền bơi. Thể lực các bạn, chuyện bơi. Cảnh Hồ Tây các bạn, cực kỳ đẹp luôn. Hôm nay ra đây Việt Nam lễ lại thấy được cái cảnh các vận động viên của đội tuyển Thái Nguyên, đội tuyển Hà Nội đang tập bơi để tham gia giải cúp toàn quốc diễn ra tháng 4 và tháng 4 tại Đà Nẵng. Đấy, bơi nhanh cả sẽ thích đằng kia rồi. Rất nhiều các bạn ạ, các tay đua đang luyện tập và zoom cho các bạn về toàn bộ. Hôm nay có thể là 50-60 tay đua đang luyện tập ở tại Hồ Tây. À, các bạn. Còn ở dưới trên bờ thì các vận động viên các đội tuyển khác cũng đang chạy tập luyện thể lực tại Hồ Tây đây các bạn. Rất nhiều đội này đang bơi. Viên đội tuyển Thái Nguyên. Cặp nữ là cặp đằng kia bơi mía kìa, có đội nào kìa. Đấy, chị thằng kia đang bơi rất tốc độ rồi. Ở Đà Nẵng có lịch thi đấu toàn quốc chưa? Lịch từ 10 mùng 4 à mùng 2 đến mùng 10 12.
Mùng 2 đến mùng 10 á? Mùng 2 đến 12 tháng 4. 10 ngày à? Vâng. Thì các trận chung kết phải tầm vào tầm 10 10 12 đúng không? Thế là thế nào hai thi như thế nào? Kết vào tầm khoảng 11, 12 à? Hay là việc mình mà đi được xem thì có được vào ngay đây chứ đi làm sao cả 10 ngày được. Vừa rồi ở thi thành phố huyện mình cũng được ra giải nhì đây này. Bơi trên rồng. Đây là bơi. Thái Nguyên của em có ai đội tuyển quốc gia không? Nữa. Ê, tình cờ ra đây thấy quay luôn cảnh này hay không?